Gì vậy nhóc? Tại em kiến hoài mà không có được món gì hết á. Nhưng em muốn tìm món gì? Món gì mà Tây, ta đều thích là được. Chứ vậy? Thì mai em mời Alex tới nhà mình ăn trưa á. Cho nên em... Tưởng gì? Em cứ vô trang web món ngon mỗi ngày mà tìm. Nhưng mà món gì mà phải có hương vị Đông Tây kết hợp, nhưng mà không có nước mắm, vì Alex không thích ăn nước mắm. Có hết, đủ loại. Có hả chị? Alex. Hân hoan chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một món ăn mới lạ, rất ngon, có tên gọi là cua nấm xào măng tây. Để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị 800g thịt cua, 200g nấm bào ngư, 100g măng tây, một miếng ớt chuông đỏ, nửa củ hành tây, hành tỏi băm, dầu hào, dầu mè, các gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Vậy thì cô ơi, chúng ta không để cho quý vị khán giả chờ lâu nữa, hãy bắt tay vào làm món này luôn đi cô. Đúng rồi, thì đầu tiên thì phần măng tây này chúng ta sẽ cắt khúc. Cái này thì mình sẽ cắt đôi là được rồi. Dạ. Tiếp theo là phần ớt chuông thì mình sẽ cắt sợi. Hành tây thì mình cũng sẽ cắt sợi. Như vậy là phần sơ chế đã xong, cô sẽ bắt lên đây một cái chảo ha. Chúng ta sẽ cho dầu vô. Quý vị khán giả lưu ý là đối với lại thịt cua, nếu chúng ta mua thịt cua mà người ta đã gỡ sẵn ở ngoài chợ về thì chúng ta sẽ cho thịt cua lên một cái rây ha, bắt một nồi nước sôi và chần nhanh thịt cua qua nồi nước sôi. Trong nồi sôi đó chúng ta sẽ cho thêm một ít gừng đặc dặc và một ít rượu để cho thịt cua sẽ thơm hơn. Quý vị ơi, hãy cùng ghi lại để chúng ta có thể nhớ bí quyết này của cô Hà nhé, là thịt cua khi chúng ta mua ở chợ về thì nhớ là chần nhanh qua nước sôi, có gừng và rượu để khử mùi và tăng hương vị. Rồi cho một ít hành tỏi băm vô. Dạ. Cho thơm. Xào thơm lên. Rồi chúng ta sẽ cho phần cua này vào xào nhanh tay. Cô sẽ nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, một ít tiêu. Trộn đều lên. Và sau đó chúng ta sẽ rút ra dĩa. Rồi cô sẽ rút phần cua này ra dĩa ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xào các loại rau này. Dạ. Mình cũng sẽ bắt lại cái chảo này lên ha. Dạ. Cho một ít dầu. Chúng ta sẽ cho tiếp cái phần hành tỏi băm còn lại vào. Hành tỏi này vàng rồi thì mình sẽ cho măng tây vô ha. Dạ, cho măng tây vào trước. Đúng rồi, xào măng tây lên trước. Khi cho măng tây vào xong á thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng nước nha, 2 muỗng canh nước. Bắt buộc phải cho nước vào hả cô? Thực ra thì tùy nguyên liệu, nhưng mà đối với măng tây á, khi xào măng tây thì quý vị khán giả nhớ là mình sẽ cho vô một ít nước để giúp cho măng tây chín đều ha. Quý vị ơi, Kim Thảo nghĩ là đây cũng chính là bí quyết quý vị nên ghi lại. Đó là khi chúng ta xào măng tây thì nên cho vào một chút xíu nước để măng tây của chúng ta chín đều hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho phần nấm vào. Đây là nấm màu ngư, và Kim Thảo nhớ là nếu như mình mua nấm màu ngư mà được những loại nấm nhỏ đều đều nhau, sau khi rửa sạch thì chúng ta không cần phải xé sợi ra. Cô sẽ nêm vào đây gia vị. 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Dạ. 1,5 muỗng cà phê đường. 1 muỗng canh dầu hào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho phần hành tây và ớt chuông vào luôn. Đảo đều. Cuối cùng là cho thịt cua vào. Đảo đều. Tắt lửa giùm cô. Dạ. Quý vị nhớ là mình sẽ cho giấm gạo lên men Ajinomoto vào sau cùng để giúp cho món ăn này có vị chua thanh nè, sẽ làm cho món ăn thơm và đặc biệt là giữ được màu sắc của các loại rau. À, em nhớ rồi. 1 muỗng canh giấm gạo. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Rồi, tiếp theo thì cô sẽ ra đĩa ha. Mình sẽ rắc lên một chút xíu tiêu. Một ít ngò rí. À, như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành món ăn rồi. Rồi bây giờ thì cô sẽ gấp để mời Kim Thảo ăn thử nha. Dạ. Một miếng nấm. Dạ, em cảm ơn cô Hà. Mời em. Màu sắc rất là hài hòa, nhìn rất là bắt mắt cô à. Kim Thảo sẽ ăn thử nha cô.
giòn, vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên nè. Bên cạnh đó nấm thì mềm, còn cua thì vẫn giữ được độ ngọt của cua. Rất là tuyệt vời cô ạ. Mà cô biết là em thích vị gì nhất trong món ăn này không cô? Đó chính là vị chua thanh của giấm gạo lên men Ajinomoto. Sẽ rất là tuyệt vời khi chúng ta ăn kết hợp với cơm đó cô. Mà Kim Thảo bảo đảm nha, món này thì không những là người Việt Nam chúng ta thích, mà các bạn bè quốc tế cũng sẽ thích mê cho xem. Dạ cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Quý vị thân mến, với cuộc sống bận rộn như ngày nay thì để cho các chị em phụ nữ có thể chăm lo cho các bữa cơm gia đình được chu đáo thì Kim Thảo nghĩ rằng rất là khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà quý vị đừng lo nhé, hãy đồng hành cùng với Món Ngon Mỗi Ngày để các đầu bếp của chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị những món ăn thật là ngon, thật là bổ dưỡng, nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ chế biến rất là nhanh gọn lẹ. Và quý vị luôn nhớ địa chỉ quen thuộc của chúng tôi nhé, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam theo số điện thoại là 083 823 7557, và còn có thể truy cập vào website mongonmoingay.com để xem lại các chương trình của chúng tôi nữa, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Kim Thảo và đầu bếp Thu Hà xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.